Hai các bạn, chuyến đi lần này là sự kết hợp tham gia sự kiện quan trọng về ứng dụng tế bào gốc trong điều trị thẩm mỹ của bác sĩ Phạm Xuân Khiêm, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ MCAS và khám phá Hà Nội cuối thu của ekip bác sĩ Khiêm. Hai ngày tại Hà Nội sẽ đi được những nơi nào? Xin mời các bạn cùng theo chân chúng tôi nhé! Đầu tiên phải đến văn phòng đại diện của bệnh viện thẩm mỹ MCAS ở Hà Nội cái đã. Văn phòng tọa lạc tại tòa nhà Viettower, số 1 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Với phong cách thiết kế tối giản nhưng vẫn không kém phần hiện đại, không gian bên trong của văn phòng sẽ đem tới cho khách hàng cảm giác dễ chịu và thoải mái khi đến đây. Hiện tại văn phòng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, văn phòng đại diện MCAS sẽ thật lung linh chào đón quý khách hàng đến tư vấn làm đẹp. Sau khi thăm văn phòng đại diện cũng đã trưa và đói bụng lắm rồi, cả ekip quyết định thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành với món chả cá. Chả cá này không phải là món cá xay nén lại thành bánh, đem đi chiên ăn với bánh mì đâu nha cả nhà. Là cá lăng được tẩm ướp gia vị đặc trưng khẩu vị của người Hà Nội, cùng với bao tử cá giòn dai ngon không chịu nổi. Lần này ekip MCAS đến với chả cá Lão Ngư. Ăn trưa xong rồi, ekip thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn nào? Nhiệm vụ chính của ekip lần này là cùng bác sĩ Khiêm tham gia sự kiện về ứng dụng của tế bào gốc trong điều trị bệnh lý và thẩm mỹ. Nên ghé văn phòng xong, chúng tôi đến luôn với sự kiện. Sự kiện vô cùng hoành tráng và sang trọng. Bác sĩ Khiêm đã có những phần chia sẻ về tế bào gốc, cũng như những kiến thức làm đẹp vô cùng phù hợp và hiệu quả cho các chị đẹp Hà Thành. Và buổi hội nghị đã thành công tốt đẹp. Công việc đã xong hết rồi, giờ thì đi chơi thôi nào. Ra Hà Nội làm sao không đến phố đi bộ cho được. Và để có thật nhiều năng lượng dạo chơi tại phố đi bộ và dọc Hồ Gươm, chúng mình phải ăn tối cái đã. Bữa tối của ekip chúng mình là món bún than cầu gỗ. Bún này ngon lắm luôn, mãi ăn nên quên quay cho các bạn xem mất rồi. Nhưng mà không sao, tụi mình vẫn có hình ảnh để giới thiệu cho các bạn nè. Đây là loại bún sợi nhỏ kết hợp với trứng gà rán mỏng, lươn gà xé, giò lụa thái sợi, rải đều trên nền bún trắng. Tô bún thơm ngon bởi có sự kết hợp giữa nước lèo đặc biệt với hương vị rau mùi, thơm vô đối. Giờ thì đi chơi thôi nào. Ekip chúng mình đã đến với phố đi bộ ngay dịp Halloween, vô cùng đông đúc luôn các bạn ạ. Đi dọc bờ Hồ Gươm, ngắm nhìn ánh đèn lung linh của Hà Nội và thưởng thức vị kem chanh tại đây, quả thật là tuyệt nhất. Đi chơi cả buổi tối quanh Hồ Gươm cũng khá là mệt rồi, cho nên chúng mình phải về nghỉ ngơi thôi. Sáng hôm sau, cả ekip đến thăm Lăng Bác. Chủ nhật nên có rất là nhiều người đến đây. Lăng Bác là nơi tôn nghiêm, cho nên tụi mình không quay chụp gì được nhiều, chỉ được một vài bức ảnh để kỷ niệm thôi nè. Tại đây, chúng mình còn được thăm nhà sàn và ao cá của Bác Hồ. Địa điểm tiếp theo mà chúng mình ghé là chùa Một Cột. Đây cũng là một điểm nổi tiếng được nhiều người ghé thăm. Ngôi chùa với kết cấu một cột độc đáo, dáng tựa đài sen vươn lên giữa mặt hồ Linh Chiểu ở kinh thành Thăng Long. Đến với Văn Miếu khá là gần cho nên chúng mình quyết định đi bộ. Đi bộ ngắm trời thu Hà Nội vào một ngày chủ nhật thật là một trải nghiệm tuyệt vời đấy. Tới Văn Miếu rồi, tại đây chúng mình được tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử và trải nghiệm văn hóa tại các gian hàng trong khu vực Văn Miếu. Là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thủ đô Hà Nội, nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long. Quần thể kiến trúc Văn Miếu, Quốc Tử Giám bao gồm Hồ Văn, Khu Văn Miếu, Quốc Tử Giám và Vườn Giám. Trong đó, kiến trúc chủ thể là Văn Miếu, nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám. Với hơn 700 năm hoạt động đã đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất nước, Quốc Tử Giám được coi như là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và cũng là biểu tượng cho nền khoa cử thời phong kiến. Có lẽ di tích có giá trị bậc nhất ở đây là 82 tấm bia tiến sĩ hình con rùa bằng đá xanh, dùng để vinh danh và khích lệ những người đỗ đạt. Miếu xong thì chúng mình đã nghỉ ngơi và ăn trưa để nạp tiếp năng lượng cho buổi chiều tại vườn cúc họa mi bãi đá sông Hồng.
cúc họa mi là một trong những loài hoa đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Chúng thường nở vào cuối mùa thu, rực rỡ nhất là khoảng tháng 11, chỉ trong khoảng 3 tuần là sẽ hết. Người đến đây tham quan chụp ảnh rất là đông và chúng mình cũng tranh thủ chụp được những bức hình đẹp để còn đăng Facebook sống ảo nữa nè. Vậy là kết thúc 2 ngày tại Hà Nội rồi, ekip chúng mình phải về lại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Hẹn gặp lại Hà Nội vào một trời thu khác, vẫn se lạnh và hiền hòa như cách mà con người và cảnh vật nơi đây đã chào đón MCAS.